là người ta xài tiền xu đúng không ạ? Tiền xu đúng không? Thì ở thời gian biết là làm sao? Họ sẽ cầm một tờ giấy nè, và cái hộp quẹt phố này lên, một cái đồng xu. Wow. À, đó là thời xưa thôi. Còn bây giờ là người ta xài tiền giấy đúng không ạ? Thì ở thời gian sẽ làm sao? Sẽ là thế này nè, một chút. Người ta sẽ là thế này nè. Bây giờ mình đem có một số tiền 1.000 đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Một số tiền 1.000, 1.000 đồng. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không ạ? Bạn kiểm tra mình phải được sao đó. Thôi, lớn rồi. Rồi. Bạn muốn kiểm tra cái gì mà không tin tưởng bạn này? Tại đôi bạn này không tin tưởng bạn. Thôi. Thôi, phải không ạ? Thôi, ok, đây có một một số tiền 5.000, 1.000 đúng không ạ? Bây giờ bạn muốn cái số tiền có thằng tiền nhiêu? Bao nhiêu? 500 đồng hay 500 ngàn? Trời ơi, dễ bụng cái thằng polymer trời. Thôi em có đề nghị là biết thằng tiền anh ngủ đi. Em ngủ đi mà em chết hả? Thôi, cái này dễ chụp biết dễ thôi. Thì tiền giấy cao nhất của mình là bao nhiêu ạ? 5 ngàn đúng không ạ? Tiền giấy mình cao nhất là 5 ngàn. Các bạn nhìn kỹ nha, khi mình đếm 1, 2, 3 thì sắp tiền của mình, sắp tiền 5 ngàn. Nhìn kỹ nha, 1, 2, 3, hứt. Biết được chưa? Chưa. Lại nha, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 là tiền 5 ngàn. Cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn. Thêm cái tờ tiền 10 ngàn của thầy mà chắc chắn mà không phải bài thầy đúng không? Bây giờ nè, tờ 10 ngàn này bài 4 của tờ bao nhiêu? Cô bạn hợp lý. 10 ngàn quá. Cắt nó lại. Dạ không cắt được. 10 ngàn ha. 10 ngàn. Ừ. 10 ngàn. Chu 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 chu. Chu 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 chu. Bây giờ sẽ đến trong đây cái bút mình kỳ. Đây. Các bạn nhìn kỹ nha. 1 2 3. Xin hỏi là tờ tiền đấy của tiền ai à? Của thầy không thầy? Còn đấy con hứa thầy là trả thầy 500 ngàn đúng không thầy? Dạ. Đây. Không, thầy, 500 ngàn rồi. Đúng rồi, 500 ngàn. Đúng mà, rồi, chào thầy. Thầy đừng giận con nha thầy. Thầy muốn mà. Thầy tiếp mà thầy xài luôn. Hôm nay đó chính là một tiết mục hư giấc ảo thuật. Tức là sao? Tức là bây giờ mình sẽ làm cho các bạn một trò thuật. Nếu các bạn không hiểu á, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Các bạn đồng ý không ạ? Đây mình có cái khăn đúng không ạ? Các bạn nhìn kỹ nha. Có khăn vô đây. Đúng không ạ? Có khăn vô đây. Lấy trong cái quần này. Cái khăn này vô cổ lồng này ra. Đây. Đây các bạn, chùm nó vô đây. Và mình chỉ cần nó có thần chú. Ông mới là xì bồ, ông mới là xì bồ. Phải có những kẹt. Không, không, mình hứa với bạn là mình sẽ chỉ đúng không? Nhưng mà bây giờ á, cần nếu mà mình chỉ mình sẽ cần một người phù hoa. Ở đây có ai nghĩ là mình phù hoa không ạ? À? Thôi mời. Rồi, mời bạn đi, bạn đó, ok. Bạn tên gì nè? Bạn tên gì nè? Thì cái trò thế này là cả chúng ta mình hơi bất thường chút xíu, thấy không? Đây có cái lỗ nè, đúng cái thằng nè. Đúng không ạ? Mày thấy không? Cái bò làm sáng giờ nha. Đấy, mày thấy ha. Bây giờ mày cho mày tổng bò. Tổng tăng, cho mày mày dùng cái cu luôn. Mày đút vào túi sau. Đấy, thì bắt mày cái túi nha. Còn cái túi thật, mày đút túi này nha. Bây giờ nè, trước tiên á, bạn muốn diễn á, là bạn sẽ cầm cái chữ tay nè. Ờ, đúng rồi, cầm. Cầm là bạn phải chắc chắn nè. Người ta sẽ không phải cái gì, người ta có cái gì. Rồi, mình sẽ quay cái lối đi trong. Quay lối đi trong không, từ từ. Quay lối đi trong đây nè. Trong đây nè. Ờ, đúng rồi. Sau đó, bạn tiên mà diễn á, bạn cua cái tay này vào đây. Cho tay này, cho tay chính này không. Cua đây, cho biết là cái tay bình thường. Wow, 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 cua như lửa. Ờ. Rồi, ok. Sau đó bạn sẽ cầm cái tay này.
cho cái tay này. Cho tay này. Cho nhét những cái mọi đúng nha. Đi vô. Đi vô đủ mà. Đi vô nha. Sau đó là sẽ trong tay mình lấy ra cái khăn. Lấy ra. Rồi, ta có cho mình cái ly không ạ? Còn ly đó bạn uống không? Ở trong mình. Ok. Nguyên chẳng mà. Nguyên chẳng mà. Cũng không mà không muốn tính mình được. Ok. Sau đó bà sẽ lấy cái khăn nè. Bà phải giới thiệu đây là các anh ủng hộ mình. Ok. Các bạn chùm vô đây. Chùm vô đây. Chùm kính nha. Đó. Sau đó bà sẽ đọc ba lần câu thật chú của bố mình. Ủng mình là xì bùa đọc anh. Ủng mình là xì bùa. Ủng mình là xì bùa. Ok. Bà cầu giúp mình coi. Ok. Sau đó bà cầu thì mình sao bà làm được. Bà cầu. Ok. Sau đó đặt búng lên một cái. Ừ. Sau đó bà mở ra. Push. Đây một cái trứng gà. Mở ra. Ờ đúng rồi. Nhớ đừng quay lỗ nha. Đừng quay lỗ. Đừng quay lỗ trong nha. Thì á, cái trò này á, mình chỉ đến nhiều người rồi. Có nhiều người á là người ta làm lộ cái lỗ trong bài này nè. Làm lộ cái lỗ nè. Chiều đó mình sẽ làm sao? Mình sẽ thế này nè. Bạn sẽ lấy cái ngón tay á, để bên đây nè. Bạn che cái lỗ ra. Quay ra sau này. Bạn thổi nó cái. Thổi to như mình nè. Được không? Thôi, thổi cái bò đi. Sau đó bạn thổi cái. Thổi lại đi. Ừ, sau đó bạn mở ra nó sẽ mất cái lỗ. Mở ra. Ủa? Rồi, thôi khó các bạn lại nha, cho bài luôn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn bạn. Chúc mọi người một năm học thật nhiều phấn khởi và học tốt tốt.